Chào tất cả các bác nha. Trưa nay là ngày 13 tháng 1. Hôm nay em mới về được một lô hàng. Hôm nay em sẽ lên cho các bác được 20 cái con đồng hồ bác nhé. 20 con đồng hồ mà toàn hàng VIP thôi. Đấy, các bác ưng em nào thì ngay trên liên hệ các bác nhé. Mai em sẽ đánh từng số một cho các bác dễ dễ chốt hàng nhé. Nhiều bác bảo chốt hàng nó nhiều khi không nhớ mã. Đây, con đầu tiên em lên cho bác một con IVK Caravan bác nhé. Hàng chính ba bác là hàng chính hãng 100% bác nhé. Máy này máy tuyệt đối là máy Nhật xịn bác nha, chứ không phải là máy Trung Quốc. Hôm nay các bác mua cái hàng Calivan là các bác hết sức lưu ý bác nhé, bởi vì cái dòng Calivan này bây giờ nó rất nhiều hàng nhái trên thị trường bác nhé. Máy toàn máy tàu thôi, nó các bác chơi hàng rất là lưu ý đây ạ. Nó phải là hàng như này các bác nhé, chơi nó phải chất lượng này, cái độ hoàn thiện nó cực kỳ sắc nét bác nhé. Các bác cầm lên tay như kiểu đồng hồ mấy chục triệu này, nhiều nó rất là xịn bác nhé. Chính hãng bao giờ nó vậy bác, đây từ dây đờ mi nó này. Đấy, từ những cái khắc CNC này, Caravan này, đẹp không các bác? Cực kỳ đẹp luôn. Này cho các bác chiêm ngưỡng bộ máy nó này. Máy nó thì đúng là miễn bàn bác nhá. Máy của nó là máy Mimota nhá, máy xịn nhất của Nhật đến thời điểm bây giờ bác nhá. Những con dòng máy này các bác dùng nó trọn đời luôn. Chẳng may có các bác chán mắc thay đấy, chứ còn để nó hỏng được không hỏng nổi bác nhá. Máy Nhật nó rất là xịn luôn. Này các bác ngắm nhìn của em cái nó chất cỡ này cơ mà. Lịch của nó độc lạ không ạ? Đấy, có những cái lịch nó độc lạ chưa? Này, nó thiết kế 3 ô của lịch trong một vòng tròn nhé. Có cả lịch tháng này, lịch ngày này, đấy, lịch lịch thứ này, hay phết đấy các bạn ạ. Đấy, như kiểu là mon này là thứ hai này, ngày thứ hai là ngày mùng ngày 12 tháng 1 này, nhưng mà rất là đẹp. Phải nói là đẳng cấp. Thiết kế con đồng hồ nó và không chê đâu được, đẹp. Thật sự quá đẹp. Mà lại giá nó rất là rẻ bác nhá. Không tội gì các bác phải chơi những con hàng ấy, con này nó cực kỳ rẻ luôn. Đấy, em đã sẽ lên mã nhà các bác dễ dễ mua bác nhá. Đây là mã này, mã số 1 đấy ạ. Đấy, size 41 các bác nhé. Đấy, giá của em nó là 3,2 triệu. Đấy, các bác mua cho nó dễ mua các bác. Đấy, đây bác nhé, mã số 1 này, size 41, giá 3,2 triệu. Tiếp tục em lên cho bác mẫu thứ hai này. Đây, em lên cho bác một con này là con của Adidas nhé. Thương hiệu này các bác chơi thì quá sướng rồi, đúng không ạ? À, chị các bác nhé, này, hộp nào nó này, đấy, tem mộc đầy đủ bác nhé, không thiếu cái gì hết này, bác nhìn này, đấy, sướng không ạ? Đây, cho bác nhìn một con Adidas nó xịn cơ này cơ mà, bác nhìn hàng chính hãng nó xịn chưa? Con này em chưa vào pin luôn nhá, các bác lúc nào các bác em gửi hàng các bác em mới vào pin, đấy, nước vàng của nó thì các bác chấm hết luôn, vì nó là hàng chính hãng bác nhé. Thương hiệu Adidas này, các bác nhìn lên bãi trầu chưa? Đấy, vàng thật nó có bãi trầu này bác nhé. Các bác đưa một cái nước Ghana vào đây cái bắt đầu là nó vàng đều lên, đẹp lắm bác nhé. Nói chung là các bác nếu mà các bác mà mua thì em sẽ đánh Ghana cho các bác, nó sẽ cái nước vàng nó đều lên đẹp lắm. Đây các bác nhìn chưa? Bãi trầu nhá. Nếu mà vàng không phải vàng thật bác nhé, nó không là lên bãi trầu được. Còn nó là vàng thật nó mới lên bãi trầu này bác nhé. Đấy, một con Japan được chưa? Dòng chạy pin bác nhé. Con này chưa lên tay lần nào luôn, chưa đeo lần nào. Đấy, khóa zin của dòng Adidas hết này, dây nó này. Đấy, và hết độ xịn chưa? Con này lên tay thì đừng hỏi bàn tại sao, nhưng nó cực kỳ xịn. Này. Giá có hơn triệu các bạn ạ, rẻ lắm. Size của em là size 40, size quốc dân này các bạn ạ. Đây bác nhá, này, sổ nó ở dưới cái này này. Đấy. Sổ nó ở dưới cái đồng hồ bác nhá. Đây, sổ nó ở dưới cái đồng hồ này. Full hộp. Nói chung là hàng Adidas full hộp này chắc chả nhà nào có đâu các bác ạ. Tụi em hay chốt cái dòng này về thôi. Ít khi các bác nào chốt lắm.
Con này là mã số 2. Size 40 bác nhé. Giá của em này có 1 triệu 7 thôi ạ. 1 triệu 7 thôi các bác nhé. Rẻ. Rẻ khủng khiếp luôn. Mã số 2. Size 40 giá 1 triệu 7 thôi ạ. Tiếp tục em lên cho các bác một con. Đây. Rồi một con hàng. Mà nó bao xịn luôn các bác luôn. Thương hiệu này là quá đình đám rồi. Con hàng chính hãng của Thụy Sĩ, Thụy Sĩ bác nhé. Đấy. Con này được sản xuất tại Thụy Sĩ luôn. Em xem trong này nó có thẻ gì, sẽ sổ thẻ gì đây. Bên đây là thẻ mua hàng các bác nhé. Thẻ mua hàng ở bên Nhật đấy ạ. Đấy. Victoria Inox này. Đấy. Đấy, thương hiệu của nó bác nhé. Victoria Inox. Đấy. 2023 này, tháng mùng 5 tháng 12 năm 2023. Đấy. Đây, tất cả số bên Nhật hết bác nhé. Đấy. Hàng em là đấu hàng bên trực tiếp bên Nhật thì các bác yên tâm nữa. Không bao giờ có cái chuyện hàng 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 trôi nổi ở đâu về đâu các bác nhé. Em cho các bác chiêm ngưỡng con này nó cực mới luôn. Mắt thừa còn các bác nhé. Mắt thừa còn, hộp nó mới tinh này các bác nhé. Bác đeo tay tay to tay nhỏ đeo thoải mái luôn. Độ đẹp con này thì không bàn đâu được bác nhé, nó cực đẹp. Này cho bác nhìn này. Đấy, một con chạy pin các bác thấy chưa? Các bác mua, nếu mà mua mới con này bây giờ các bác mua vào ít nhất nó phải tầm có trên 20 triệu bác nhé, vì nó là hàng chính hãng của Thụy Sĩ, sản xuất tại Thụy Sĩ luôn bác nhé. Tất cả những cái đồ này của nó Thụy Sĩ hết bác này. Đấy. Các bác nhìn chất thép của nó này, kinh điển chưa? Này. Nó không phải là sản xuất nước thứ ba nhé, mà con này sản xuất tại Thụy Sĩ luôn. Nó là Victorinox các bác nhé. Đấy, cái thương hiệu này thì không có sản xuất bất cứ nước thứ ba nào hết á. Chống nước 100m này. Đấy. Swiss Armani, con này là hàng kiểu là dòng cho dình dùng cho quân đội Thụy Sĩ bác nhé. Đấy. Đây, Army này. Chuyên dùng cho quân đội Thụy Sĩ. Victorinox chống nước 100m. Đây có nhìn này, nó đẹp thế này thì ai chịu nổi các bác. Lâu lắm rồi em nói, em bán đồng hồ bao nhiêu năm này, lần đầu tiên em vớ được con đồng hồ Victorinox mà nó mới, nó đẹp thế này các bác nhé. Hàng si mà nó cực kỳ mới luôn đấy. Con này là họ mới mua mấy tháng rồi, từ tháng 12 tháng 5 hay là mùng 5 tháng 12, vì chữ Nhật nó ngược em không đọc được, không biết là nó là cái gì. Một chắc là nó mua tháng 5 bác ạ. 12 tháng 5 năm 2023 đấy. Victorinox bác nhá. Một ô của lịch của nó góc 3 giờ. Thực sự con này nếu mà mua mới bây giờ nó phải ít nhất là phải trên 20 triệu bác mua được bác nhá. Chứ bác đừng nghĩ là pin rẻ tiền bác nhá. Pin em nói các bác nó còn đắt hơn cái đồng hồ cơ tự động ấy các bác nhá. Các bác đừng có tưởng là pin nó rẻ, không hề rẻ đâu ạ. Này, hộp nó mới này mà các bác nhìn nó mới, cứng co cái này cơ mà. Em đo size cho các bác này. Size của em nó size quốc dân bác nhá, size 40 luôn ạ. Con này là mã số 3. Size 40 này. Bác lấy con này em để bác cái giá là 4 triệu 2 bác nhá. 4 triệu 2 một con hàng chính hãng của Thụy Sĩ, sản xuất tại Thụy Sĩ luôn các bác nhé, không kiếm nó ra đâu ạ. Những con này mà các bác mua vào cái thời kỳ Tết năm ngoái nhé, nó rơi vào tầm con này tầm có 9 triệu mấy 10 triệu. Đấy. Mã số 3 các bác nhé, size 40 giá 4 triệu 2 thôi. Tiếp tục em lên cho các bác một cái thương hiệu như thế này thì các bác thấy nó đủ mê của nó này. Tất cả em mua phải đánh số hết bác nhỉ, đánh số về để biết cái giá mình mua bao tiền đấy, mình đấu bao nhiêu tiền bên đó về mình mới cân giá bán cho các bác được bác nha, không hề dễ đâu. Đây, tất cả là chữ Nhật hết bác nha, toàn bộ nó chữ Nhật hết đúng không ạ. Đây. Đấy, Sabato Mara đệm mút luôn. Con này là hàng cực hiếm bác nhé, lâu lắm rồi nó mới về là con này đấy ạ.
Đây, em cho bác ngắm nhìn một con đẳng cấp cỡ này, ai chịu nổi các bác. Đây là một em Salvatore Mara bác nhé. Hàng chạy pin con này là thương hiệu của Ý bác nhé. Đấy. Italia. Độ đẹp của nó thì chấm hết luôn các bác nhìn đây. Bắt đầu lên tiết đĩa bác nhé. Vàng thật này. Đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Bắt đầu lên tiết đĩa này. Đẹp chưa? Đấy. Xong các bác đánh một nước Ghana và em nói các bác nhìn nó rực cái vàng lên đẹp lắm các bác này. Tất cả kể cả quai lên tiết đĩa hết này. Đấy. Salvatore Mara hàng hiệu của Italia bác nhé. Đấy, chống nước 100 mét, dây nguyên zin bác nhé, dây zin này, khóa zin này, mọi thứ đều zin hết bác nhé. Hộp sổ đầy đủ bác nhé. Lịch nó lịch 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 hình trăng đẹp không? Một con đồng hồ không có điểm chê bác nhé, xuất sắc. Size của em nó là size 42. Đẹp chưa? Đấy, size 42 các bác nhé. Đây, đây nó lót từ rất là cẩn thận. Tất cả nó đều chữ nhật hết các bác nhé. Mã con này là mã số 4. Size của em nó là size 42. Đấy, bác nào lấy con này em để cho bác cái giá là 2,5 triệu bác nhé, 2,5 triệu con này. Rẻ nhất có thể rồi các bác nhé, không thể nào rẻ hơn được nữa rồi. Mã số 4, size 42, giá 2,5 triệu. Tiếp tục em lên cho bác một con Calivan. Nhìn nó đẹp ô các bác. Đây các bác nhìn của em coi. Đủ đẳng cấp chưa? Đủ xịn sò cho các bác. Đấy. Ôi ô nó đẹp. Các bác nhìn thấy mê ly chưa? Đấy, một em Carnivan bác nha. Này. Các bạn thấy lịch ba lịch chui vào một trong vòng tròn đẹp chưa? Bốn lịch luôn nhé, cả lịch 24 giờ là bốn lịch. Thép 316 nha, các bác đeo trọn đời luôn. Không bao giờ xuống màu được các bác nhé. Các bác càng đeo càng đẹp dòng thép này. Đấy, niền phun đá này. Đấy. Kim cọc số là phản quang các bác nhé, dạ quang cực kỳ sáng nhé. Các bác đi ban đêm thì các bác không cần phải soi đèn luôn. Rất là sáng. Máy thì em ba bác là máy Nhật xịn bác nhá, chứ không phải là máy máy Trung Quốc như cái hàng hàng trôi nổi trên thị trường bây giờ đâu các bác nhá, vì bọn em đấu bên Nhật nó có hàng này thôi. Còn các bác mua ở Việt Nam hàng hàng xuất đi đi các nước đảm bảo các bác dính máy máy tàu liền các bác nhá. Đây, đây là máy Senco bác nhá. Máy NH35A bác nhá. Ok chưa? Chống nước 50 mét đây nha bác nhá, 5 ATM đây. Những con này để các bác dùng yên tâm không bao giờ nghĩ ngợi bác nhé, nó cực kỳ xịn luôn. Đấy. Mặt của nó y như một con Rolex bác nhé, các bác bỏ ra con Rolex bây giờ mấy tỷ bạc thì các bác mua con vài chục triệu hoặc là 20-30 triệu hoặc là 200-300 triệu nó vẫn là hàng pha ke bác nhé. Để các bác chơi một con hàng như này thì chính hãng đúng không ạ, nó rất là form của nó form Rolex luôn mà có mấy triệu bạc các bác ạ, rẻ chưa, size 40. Đúng size Rolex luôn các bác nhé. Đấy. Các bác đo full luôn nhé. Đo full từ đây tới cọc số mới là size 41 bác nhé. Đấy. Thực sự con này không có điểm để chê nữa các bác ạ. Nó đẹp vô đối rồi. Em này là mã số 5. Size 41 các bác nhé. Bác nào lấy con này em để cho bác cái giá là 4 triệu 6 các bác nhé. 4 triệu 6 em này. Rẻ em nói các bác rẻ nhất có thể rồi. Đấy. Mã số 5 size 41 giá 4 triệu 6. Tiếp tục em lên cho các bác một con
tôm mi các bác nhé. Một em tôm mi này, tôm mi.com. Này bác nào thích cái dòng size vuông em lên bác một con size vuông này. Size hình chữ nhật các bác nhé. Đây này, sổ này, sổ nó dày này các bác nhé. Đấy, mắt thừa đầy đủ nhé. Đây, các bạn ngắm nhìn em một con tôm mì nó đẹp cái này này. Đấy, một ô clip góc 6 giờ bác nha. Đẹp chưa? Dây này. Ừ. Rất là mỏng bác nha. Con này cực kỳ mỏng luôn. Độ cong nó ôm vào tay bác nha. Đấy. Chống nước 30 mét. Tay em to này bác. Tay em to, cực kỳ to luôn. Đeo con này sẽ không đẹp. Đấy. Bác nào tay vừa vừa đeo nó mới đẹp được. Size của em nó là size này 30 30 38 bác nhá. Size của em nó là size 30 38. Em này là mã số 6. Size của nó là 30 này trên cho 38. Ok chưa các bác? Bác nào lấy con này em để cho bác cái giá là 1 triệu 8 bác nhé. 1 triệu 8 em này thôi. Rất là rẻ cho các bác dễ chơi. Đây là mã số 6 này. Size 30 38 giá 1 triệu 8. Tiếp tục em lên cho bác một con này nữa. Một con này thương hiệu Adise bác nhé. Adise. Thương hiệu của Nhật bác nhé. Này. Rất là sang trọng đẹp. Chữ toàn bộ chữ Nhật hết các bác nhé. Này. ADC, con này toàn bộ bên Nhật các bác nhé. Thì các bác mua hàng này và các bác mua ở bên Việt Nam thì các bác dính đòn liền các bác nhé. Này. Này, các bác ngắm nhìn em gái. Đẳng cấp chưa? ADC các bác nha. Một con chạy pin này. Đẹp xuất sắc luôn. Mỏng dính bác nhé, mỏng không nhìn thấy gì luôn đấy. Này. Dây của nó dây xịn này, này. Có nhìn dây da nó này, lỗ chân lông này, thấy chưa? Da xịn hết nhé. Dây này các bác mua ở Việt chắc mua ngoài không có đâu, dây này nó dây của hãng nó theo theo máy ấy. Nó cực kỳ xịn luôn. Mặt lồi bác nhé, mặt này gọi là mặt bắt úp này. Đẹp chưa? Không có điểm để chê. Giá rất là rẻ, giá hơn 1 triệu bạc thôi. Size 40 luôn. Size quốc dân. Em này nó là mã số 7 các bác nhé. Mã số 7 này. Size 40. Đấy, bao lấy con này em để bác cái giá là 1 triệu 9 bác nhé. 1 triệu 9 em này thôi. Đấy. Mã số 7, size 40, giá 1 triệu 9 các bác nhé. Đây, tiếp tục em lên nhà bác một con Hambro. Em Hambro các bác nhé. Đình đám luôn con này rồi. Các bác thấy đẹp chưa? Một em Hanbro, hàng chính hãng của Hanbro bác nhé. Thương hiệu bây giờ rất là nổi tiếng. Đây, các bác nhìn vào em cái. Nó đẹp cỡ này thì các bác nhé. Dạ quang của nó thì sáng rực trời luôn này. Đây, tất cả kim cọc số đều dạ quang hết. Hanbro bác nhé, thương hiệu bây giờ rất là nổi tiếng rồi ạ. Đấy, con này bác nào tay đậm đậm tí như tay em đeo con này thì chấm hết luôn. Đây. Quan trọng nhất của nó là bộ máy này các bác nha. Các bác nhìn bộ máy nó sướng không đấy, nhìn bộ máy sướng không các bác? Máy nó phải cỡ đó các bác nha, chống nước 50 mét. Những con máy này được các bác dùng yên tâm, chán thì bỏ, đừng nghĩ nó hỏng được các bác nha, chán bỏ thôi, còn không thể hỏng nổi các bác nha. Đẹp cái này không?
tay đậm đậm như tay em tí đeo này, miễn bàn luôn, cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, size của nó size 47 các bác nhá. Size đại đấy mà. Con này là mã số 8. Size 47. Đấy, con này mọi hôm đang là giá 6 triệu rưỡi đúng không các bác? Hôm nay em để cho bác con này với giá là 5 triệu. 5 triệu các bác nhé. Các bác mua nhanh, luôn và nhanh. Không có nhiều nhiều cơ hội giá này đâu các bác nhé. Đấy, mã số 8, size 47, giá 5 triệu. Tiếp tục em lên cho các bác một con thương hiệu này nó mới kinh này. Đây các bác nhìn này. Ui giời ơi, thương hiệu này thì miễn bàn các bác nha. Đẹp lắm các bác ạ. Đây em cho các bác ngắm nhìn con này. Đảm bảo các bác mê luôn. Này, thương hiệu nó đây các bác này, sổ đây nhá. Đồng hồ nó đây các bác nhá. Mới keng sà beng nhá. Đấy. Đồ rút. Kể cả gối nó này bằng lụa luôn các bác nhé. Thì các bác biết là nó xịn cỡ nào rồi. Này em khui hàng để bác bóc tem bác xem này. Đấy, đẹp chưa? Đủ đẳng cấp chưa các bác? Này các bác ngắm nhìn hộ em cái. Một con đô rút này. Chống nước 100m. Dạ quang, phun dạ quang các bác nhé. Đấy, kim cọc số phun dạ quang luôn. Rất nhiều chức năng nó nhìn chưa. Đấy, min mắc các kiểu này. Một ô lịch nó góc 3 giờ. Độ mới là 100%. Chưa lên tay lần nào các bác nhé. Này, khóa còn chưa mở. Đáy này, có nhìn chưa? Đấy. Có nhìn cái đáy này, sướng không? Đấy. Tất cả là da van, da ban hết các bác nhé. 100% da ban luôn, không có nước thứ ba các bác nhé. Lô rút. Đẹp, phải nói là quá đẹp các bác ạ. Em ướm thử lên tay cho các bác nhìn này. Đây các bác nhìn hộ em cái. Nó đẹp cỡ này đấy các bác nhá. Ôi ôi nó đẹp. Đẹp không tì vết luôn các bác ạ. Sướng con mắt luôn. Em dán lại cái mặt các bác ạ. Không nó chảy xước các bác chết. Size của em nó là size 44 các bác nha. 44. Đấy. Ui giời, có cái đồng hồ. Mã của em nó là mã số 9. Size 44. Nó đẹp thì không biết tả nhà mà các bác ạ. Con này em để cho bác một cái giá rất là giật mình luôn. 2,3 triệu. 2,3 triệu mà em lô rút các bác nha. Thương hiệu đình đám rồi. Mã số 9. Size 44 bác nhé. Đây, size 44 này. Giá 2,3 triệu. Không quên cho các bác một con này. Một con đồng hồ của Đức các bác nha, máy Thụy Sĩ này. Vậy nó mới ghê cơ. Đồng hồ của Đức các bác nha, máy Thụy Sĩ. Bên trong của nó đây cái gì đây? Túi như là túi ba gang này các bác này. Đấy. Em xem bên trong có gì không nhá, em chưa mở đâu. Nó hàng về em chưa kịp khui ra xem nó cái gì bên trong. Nó có cái dây này các bác này, chả biết dây để làm gì. Đây, vàng chóe chóe chóe. Đấy, móc thương hiệu của Đức này. Đấy, chính hãng của Đức.
Con này thì đẹp, độ đẹp của nó thì chấm hết luôn các bác nhé. Đẹp, mê man luôn. Con này đồng hồ chính hãng của Đức các bác nha. Máy con này là máy sử dụng máy Thụy Sĩ, tất cả gối và hộp nó đều bằng nỉ cao cấp các bác nhé. Một chất nỉ em nói các bác cực kỳ đắt đỏ luôn. Con đồng hồ này thì nó xịn lắm bác nhé, nó vừa xịn vừa mỏng vừa sang. Đấy. Đấy, một con Powerwin. Đấy. Một em chính hãng của Đức các bác nhé. Đấy, này mỏ neo này đẹp. Máy con này đang sử dụng máy Thụy Sĩ các bác nhé. Được chưa? Đây, Gamani bác nhá. Đấy. Đẹp chưa? Dây khóa là của nó là nguyên zin quá nhá. Độ mỏng của nó là không nhìn thấy thấy gì luôn bác nhá. Này. Mỏng dính luôn. Chạy hai kim. Mã em nó là size 39 bác nhá. Nó vẫn một có cái mùi hương của nước Đức các bạn ạ. Cái mùi hương của nước Đức ấy, nó rất là ngửi rất là dễ chịu. Nó đang có một cái mùi hương cực kỳ dễ chịu luôn. Em này là mã số 10. Size 39 bác nhé. Giá của em rất rẻ luôn ạ. 2 triệu tư. Cực kỳ rẻ luôn. Mã số 10 size 39 giá 2 triệu tư. Này, tiếp tục. Ngày hôm nay em lên cho bác một con này. Siêu đẹp. Một con hàng chính hãng của Pháp các bác nghe. Hôm qua đã về một con rồi, hôm nay em về tiếp một con thứ hai cho các bác. Đây đồng hồ nó đây nhá. Đấy hộp rồi bác nhá, rút cái hộp lên là dưới là sổ thẻ đấy bác nhá, rút hộp lên là dưới là sổ thẻ này đấy, và khăn lau bác nhá, ở dưới đáy hộp đấy đấy. Đây, em lên cho bác con này, các bác thấy độ chất. Đây là một con rồng đỏ bác nhé. Đấy bác nào năm nay năm rồng đúng không? Đấy, thần nào đồng hồ mặt rồng về. Đây các bác nhìn thấy chưa? Đấy, bác nào mà tuổi rồng nó đeo con này lên thì đúng là đỉnh cao bác nhé. Cái mặt của nó rất là độc lạ bác ạ, cái mặt của nó bên trong. Đấy. Nó như một cái máy hút hút khói á. Cái face xước bác nhìn nhỉ? Bác nhìn kỹ nhá. Cái phay xước của nó này đẹp không các bác, này bộ máy thì miễn bàn, máy xịn của Nhật đấy các bác nha. Đấy nó về thay đổi mỗi cái búa là của Pháp các nha, còn nó tất cả máy của nó là máy Mimota nhé, thay mỗi cái búa vào thôi ạ. Cái búa này là búa của nước Pháp các nha, và đây là nó theo hãng đồng hồ của người ta nhập cái máy của Nhật về các bác nha, là người ta thay búa búa rồng vào là theo đồng hồ chính hãng của Pháp các nha. Đấy, chứ Pháp nó không không sản xuất ra máy đồng hồ đâu các bác nha. Thép 316 đấy ạ, được chưa? Ý này, Pháp này, là mấy nước đấy là toàn bộ là nhập máy, là một là máy của Nhật, hai là máy Thụy Sĩ bác nhá. Về người ta thay cái búa của hãng đồng hồ người ta vào đấy bác nhá. Còn máy là nguyên bản của máy của Nhật và Thụy. Đấy. Chỉ có hai nước thôi nhá. Pháp chưa sản xuất ra đồng hồ, ra sản xuất máy đồng hồ bác nhá. Đấy. Đẹp không các bác? Đây là một con rồng đỏ nhá, đúng năm nay năm rồng thật. Bác nào tuổi rồng nữa thì miễn bàn, cực đẹp. Size 42, thương hiệu này rất là hiếm bác nhá, lâu lắm rồi bác ạ, lâu lắm rồi giờ nó mới về được hai con này bác nhá, không kiếm ra con thứ ba luôn. Em này là mã số 11 các bác nhé. Size của nó là 42. Bác nào lấy con này em để bác cái giá là 5 triệu 8 các bác nhé. 5 triệu 8 em này thôi. Rất là rẻ. Có sử dụng được một con đồng hồ chính hãng của Pháp. Mã số 11 size 42. Giá là 5 triệu 8.
Hôm nay em sẽ lên cho bác một con này nữa, một con hàng si bác nhé. Đây, đảm bảo các bác con này là kết luôn. Đây các bác nhìn thương hiệu hàng hàng si này, đấy, một con Gunet bác nha, chống nước 300 m luôn. Dạ quang của nó phun dạ quang bác nhá. Này này, các bác nhìn cái nốt dạ quang nó to như 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 kiểu là đít chai bác ạ, thấy không ạ? Đây. Niềng nó niềng xoay bác nhé. Đấy. Này các bác nhìn cái đáy nó này đẹp không? Đấy, da ban mốt, dây của nó dây silicon này, khóa này, đúng là đồ của Nhật các bác thấy không? Dùng của nó làm cái gì chắc chắn, nó không có để cho hỏng nổi bác nhé. Con này chạy pin bác nhé. Size 43. Đây, đẹp. Các bác thấy cái khóa nó bằng cái kinh điển chưa? Tất cả độ hoàn thiện của nó cực cao luôn. Phải nói là nó thiết kế một đồng hồ ghê gớm thật. Cái đáy nó bác nhìn cái đáy nó mê không? Size to nhá, size 43. Mã của em này là mã 12. Size 43, bác lấy con này em để bác cái giá là 2 triệu nhé. Con này là hàng si, không có hộp gì đâu các bác nhé. Đây là mã 12 size 43, giá 2 triệu. Đó. Đó là video ngày nay em xin phép tạm dừng các bác nhé. Các bác ưng em nào thì nhanh tay liên hệ. Em xin chào các bác.